Tin nóng giờ mới được công bố nha quý vị. Mới vừa đây, theo như những sự chia sẻ từ phía bên của em Vũ và chú Ngọc là trong ngày hôm qua khi mà em ấy đến tại nhà của mình để đối chất cùng với lại chủ nhà hiện tại ở trong chính căn nhà của em á quý vị, thì cái người chủ này đã quanh co cũng giống như là không muốn đối chất và muốn xua đuổi em Vũ. Và ngay sau đó thì cái người chủ này cũng trực tiếp liên hệ với các chú áo xanh, và ngay sau đó thì các chú áo xanh đã xuống tận nơi để mà mời em Vũ cũng giống như là chú Ngọc về phường để mà làm việc quý vị. Cái sự việc mà được các chú áo xanh mời về phường để làm việc á, nó không phải là một cái tin có hại quý vị, mà nó là một cái thông tin vô cùng là có lợi, bởi vì ngay từ đầu chú Ngọc đã có một cái nguyện vọng như vậy rồi, là năm lần bảy lượt chú Ngọc cũng giống như là em Vũ đã đến tại chính căn nhà của mình để mà làm việc với phía bên chủ nhà, nhưng mà họ vẫn xua đuổi quý vị và cũng không có một cái lý do gì để mà chú Ngọc cũng giống như là em Vũ có thể là làm việc với những người này. Và cái ngày hôm qua nó giống như là một cái ngày định mệnh vậy đó quý vị, thì mời lên phường để mà làm việc nó cũng lóe ra một cái tia sáng cho em Vũ nữa. Tại vì lúc ban đầu á, khi mà chưa hiểu được những cái thông tin của em Vũ chia sẻ đó quý vị, thì nói chung là các chú cũng hơi nghi ngờ, nhưng mà sau đó khi mà được em Vũ trình bày cũng giống như là đưa rất là nhiều cái giấy tờ gốc của cái căn nhà hiện tại bây giờ, cũng giống như là bản di chúc của ông nội của em để lại cho em đó quý vị, thì các chú đã nhẹ nhàng và hướng dẫn cho em, cũng giống như là chia sẻ rằng ngày mai em Vũ sẽ lên trên phường cũng giống như là cùng với lại các chú áo xanh và phía bên tòa án đó quý vị, có thể là lập ra những cái đơn để mà khởi kiện. Và chung quy tóm lại đó quý vị, đây là một cái bước đầu vô cùng là khởi sắc để cho em Vũ có những cái đường đi nước bước thật sự là đúng đắn nhất để tìm ra một cái bằng chứng xác thực để mà đưa cái ả bà cô hờ kia vào rõ. Và bây giờ chúng ta cũng không có cần quan tâm đến cái người chủ hiện tại đâu quý vị, bởi vì sao? Em Vũ cũng giống như là chú Ngọc đã từng mong muốn sẽ nói chuyện một cái cách nhẹ nhàng nhất và tìm ra một cái giải pháp để mà giải quyết cái vấn đề này trong cái sự việc được gọi là đôi bên hòa giải. Nhưng mà đến tại thời điểm bây giờ thì sẽ không bao giờ mà có cái khái niệm được gọi là hòa giải đúng quý vị, tại vì cái mong mỏi lớn nhất của em Vũ là đòi lại cái căn nhà. Còn cái người chủ nhà kia thì lại sợ mất căn nhà quý vị, nhưng mà cái nhà nó thuộc diện tranh chấp. Và những cái giấy tờ của em Vũ, nếu như em Vũ thật sự là cái người mà đúng 100% là chủ nhân của căn nhà và không có bất kỳ ai dám qua mặt em Vũ để mà bán cái căn nhà đó đó quý vị, thì cho dù có 10 cái người chủ nhà đã mua căn nhà của em Vũ hay là 10 cái cô Văn kia đi chăng nữa cũng không bao giờ mà thoát được tội. Cũng giống như là đơn giản rằng là anh mua giấy tờ nhà mà nó không rõ ràng, hay là anh mua theo cái hình thức nào tôi không cần biết, nhưng mà giấy tờ nhà là giấy tờ nhà của tôi, và tôi là cái người giữ, và tôi là cái người hợp pháp, và ông bà tôi là cái người đã để lại cái bản di chúc này cho tôi. Thì tất yếu như quý vị rằng là bản thân của em Vũ cũng sẽ lấy lại được những gì mà em ấy đã mất thôi. Còn cái người chủ nhà hiện tại bây giờ có muốn hợp tác hay không hợp tác thì nó cũng không quan trọng, tại vì các bác cũng đã vào cuộc và làm việc rồi, nếu như cần thiết thì họ sẽ mời những người đó lên để mà làm việc thôi. Nó đơn giản là như vậy đó quý vị. Bây giờ nó cũng không còn một cái sự ràng buộc hay là mong mỏi để mà đối chất trực tiếp nữa rồi, tại vì họ đâu có muốn hợp tác cùng với lại em Vũ đâu. Nếu như mà hợp tác đó quý vị thì sẽ truy tìm cho ra cái ả bà cô hờ kia để mà lấy lại tiền quý vị, nhưng mà họ vẫn không muốn, họ vẫn quanh co được mà chối đây đẩy, hoặc là họ sợ mất nhà, thì đó cũng là một cái lẽ đương nhiên thưa quý vị. Và ngày hôm qua thì họ cũng đã mời chính quyền vào cuộc, thì tất nhiên rằng là đó là một cái điều mà em Vũ cũng giống như là chú Ngọc mong đợi từ lâu rồi quý vị. Tại vì thực tế đó thì cũng không nghĩ rằng là chủ nhà mời các bác áo xanh xuống để mà làm việc.
Tại vì cứ nghĩ rằng là muốn hòa giải theo một cái cách được gọi là êm đẹp nhất, để xem thử rằng là bên kia người ta có nói đúng với sự thật hay là không, và giấy tờ nhà nó có hợp pháp hay là không, hay là vì cái lý do gì mà tại vì sao giấy tờ nhà chính chủ người ta đang giữ mà căn nhà lại được rao đi bán qua bán về với tận mấy đời chủ rồi đó. Cho nên rằng là bây giờ là không có nên trách em Vũ, tại vì em Vũ đã báo trước cho rồi mà không hiểu được vấn đề, thì sau này có cái sự cố là em Vũ lấy lại được nhà và cái người chủ hiện tại phải ra khỏi cái căn nhà của em Vũ, thì cũng đừng có trách là em Vũ tại thế này tại thế kia nữa nha. Tại vì em Vũ đã nói trước rồi, biết đâu được hai người đều là những cái người bị ả và cô hờ kia hại sao quý vị. Cho nên rằng là những người mà bị hại á, họ phải tìm một cái hướng để mà mình giải quyết, chứ không phải rằng là mình khó khăn với em Vũ nó cũng đâu có được một cái tác dụng gì đâu, đúng không quý vị? Và chung quy tóm lại đó quý vị, thì những cái thông tin từ phía bên của em Vũ cũng giống như là chú Ngọc chia sẻ, nó giống như là một cái nguồn động lực vô cùng là to lớn đối với em Vũ cũng giống như là chú Ngọc. Theo sát cái sự việc này thì đương nhiên rằng là đến một lúc nào đó những cái hướng đi tốt cũng sẽ đến với em Vũ, tại vì bây giờ phía bên các bác lớn cũng đã nói chuyện trực tiếp với em Vũ và hướng dẫn cho em Vũ cái cách thức để có thể là ra tòa và khởi kiện, cũng giống như là lúc này thì tất cả những cái sự việc mà liên quan đến cái ả và cô hờ kia nó cũng lòi sạch sành sanh thôi quý vị. Còn cái việc mà tốn cổ ả ta thì một sớm một chiều thôi quý vị, có đầy đủ dẫn chứng vật chứng thì tất yếu rằng là cái con người đó cũng phải trả giá cho những gì mà ả đã từng làm thôi. Còn em Vũ thì bản thân của em ấy xứng đáng để được có những điều đó, tại vì nhà là nhà của ông nội em để lại và ông nội của em đã viết di chúc cho em, thì đương nhiên rằng là em là cái người được hưởng thôi. Và em Vũ cũng khẳng định một điều rằng là trong tất cả những cái lần mà nói chuyện cùng với lại ả bà cô hờ là em Vũ chưa bao giờ ký bất kỳ một cái văn bản nào hay là giấy tờ nào cho cái ả bà cô hờ kia cả. Và cũng mong rằng là trong ngày mai em Vũ sẽ thận trọng hơn trong cái vấn đề được gọi là giấy tờ pháp lý. Và cũng mong rằng là ngày mai thì sẽ có cái sự hỗ trợ từ phía bên của chú Ngọc, cũng giống như là các anh chị em YouTuber, để cho em Ngọc có một cái sự củng cố về cái mặt tinh thần, để rồi em ấy có thể là chiến đấu với cái ả bà cô hờ kia. Thực tế để mà nói đó quý vị, chúng ta đều biết được rằng là có rất là nhiều cái vụ tranh chấp nhà cửa mà có liên quan đến những cái người trời ơi đất hỡi như vậy. Nhưng mà cuối cùng rằng là những cái người mà chính đó quý vị, thì họ vẫn luôn luôn là thắng. Tại vì họ là chủ nhân của căn nhà thì họ cũng không sợ gì hết trơn á. Đó, bởi vì lẽ đó đó, cho nên cái thông tin này nó vô cùng là ý nghĩa đối với em Vũ. Và thực tế đó quý vị, hiện tại á, mình cũng thấy rõ rằng là cái người chủ hiện tại á, của căn nhà á, cũng thuộc cái dạng được gọi là hoang mang đó quý vị. Chắc có lẽ rằng là khi mà mua sang tay đồ này nọ đó quý vị, thì cũng không có biết được rằng là cái căn nhà đó là thuộc cái gì được gọi là tranh chấp đâu. Tại vì cái lúc, tại thời điểm mà họ mua thì em Vũ còn khá là khờ, và em Vũ bị cái ả bà cô hờ cái dẫn dắt mà cứ nói rằng là người này thuê người kia thuê, cho thuê giùm, đứng ra để cho thuê giùm em Vũ thôi, mà ai dè là bán luôn đó quý vị. Cho nên rằng là chắc chắn trong những cái lần ví dụ như là mình làm tạm trú tạm vắng cho những cái người mà ở trọ đó quý vị, thì đương nhiên là nó sẽ có những cái giấy tờ được gọi là giấy tờ photo để mà mình cho họ đi làm cái tạm trú tạm vắng, thì đương nhiên rằng là biết đâu được đó sẽ là những cái khe hở để cho cái ả bà cô hờ này chiếm sống lấy cái căn nhà của em Vũ thì sao. Cho nên rằng là dù mình biết rõ rằng là những cái điều mà ả làm á nó thuộc cái mục đích được gọi rằng là lợi dụng em Vũ đi, thì chung quy tốt lại cho dù lợi dụng cỡ nào hay là bây giờ có bán hay là sang tay thế này thế kia mình không cần biết, chỉ cần biết rằng là giấy tờ nhà chính thức cũng giống như là bản di chúc do ông nội của em Vũ để lại nó đều là đúng hoàn toàn với sự thật, và giấy tờ đều là giấy tờ gốc nha quý vị. Chỉ cần những cái điểm đó thôi là mình cũng cảm thấy là mình an tâm hơn để cho em Vũ có được những cái bước đệm tốt để
bảo vệ được cái quyền lợi của bản thân mình. Ok, cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì xin kết thúc tại đây. Mấy chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, và nếu thích cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nhà nhé. Mến chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái đoạn video tiếp theo. Và trong thời gian sắp tới thì Quýnh Nhà sẽ cố gắng để mà cập nhật những cái thông tin chính thức cho tất cả mọi người ạ.